Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo từ lâu đã là một vấn đề cấp thiết. Nếu các bạn theo dõi kênh của chúng mình, có lẽ các bạn cũng đã nắm được diễn biến tình hình gần đây ở Biển Đông. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2021, Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động đó đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và không có lợi cho việc duy trì hòa bình. Hơn thế, phía Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng lực lượng, đồng thời thần tốc cải tiến các trang bị vũ khí chiến đấu. Liệu còn một lý do nào khác cho việc này ngoài mục tiêu hiện thực hóa đường lưỡi bò, chiếm hữu Biển Đông của Việt Nam? Trước diễn biến tình hình đó, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã lên dây cót tinh thần, sẵn sàng đánh thắng mọi trường hợp chiến tranh xâm lược có thể xảy ra, trong đó trang bị vũ khí cũng là một yếu tố rất quan trọng. Bên cạnh việc mua mới, ta luôn chủ động trong việc nâng cấp những trang bị cũ lạc hậu. Cụ thể hơn, Hải quân Việt Nam đã có đề xuất lắp thêm 8 tên lửa vào con tàu TT-400TP. Điều này liệu có khả thi hay không và tại sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng mình sẽ thông tin thêm cho các bạn rõ hơn về con tàu này. Có thể bạn chưa biết TT-400TP là một trong 8 con tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. TT-400TP là lớp tàu pháo tuần tra có vũ khí điều khiển tự động với 4 nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng, và tàu phục vụ các lực lượng giả quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Hải quân Việt Nam đã mua phác thảo sơ bộ tàu tuần tra TT-400TP thuộc lớp Project Land của Ukraine. Sau đó, Viện Kỹ thuật Hải quân tự thiết kế công nghệ kỹ thuật và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà tổ chức thi công cũng như đóng mới. Theo đánh giá của tạp chí Gen, chiếc tàu như vậy sẽ có giá từ 15 đến 20 triệu đô. Mặc dù còn phải nhập khẩu nguyên liệu vũ khí từ Nga, song tàu pháo TT-400TP vẫn được coi là một tiến triển mới của Hải quân Việt Nam. Lần đầu tiên, chúng ta tự thiết kế và cải tiến một phần tàu pháo, một loại tàu có những đặc tính vượt trội khi hoạt động tác chiến trên biển. Trước hết, về thông số cơ bản, với hai đầu động cơ diesel MTU, nên tàu đạt tốc độ tối đa là 32 hải lý trên giờ, tương đương với 59 km trên giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý khi tàu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý trên giờ, tương đương với 25,5 km trên giờ. Tàu hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8. Về hỏa lực, TT-400TP trang bị pháo hạng AK-176 cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn khoảng 15km. Pháo phòng không cao tốc AK-630 tầm bắn 4km, tốc độ bắn 5.000 phát trên 1 phút. Hai đại liên 14,5mm và tên lửa phòng không tầm thấp là 16 quả. Còn trong tác chiến đối hải, tàu pháo TT-400TP tuy có thể không phải là vũ khí hiệu quả trong tấn công mục tiêu mặt nước, nhưng lại là vũ khí hiệu quả khi phòng không trong biên độ tàu chiến. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có truyền thống trong việc sử dụng tàu pháo để đánh trả mục tiêu đường không trong kháng chiến chống Mỹ, tiêu biểu là các tàu pháo K-210A 79 tấn hay K-62 100 tấn. Với những trang bị thô sơ, pháo 37mm, đại liên 14,5mm vẫn bắn hạ được các máy bay hiện đại của Mỹ. Vì vậy, với thiết kế hiện đại hơn, cũng như được trang bị vũ khí pháo điều khiển tự động và cả tên lửa phòng không tầm thấp, lại có thêm radar dẫn bắn con tàu TT-400TP sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu rất cao. Ngoài ra, đây còn là một con tàu được tích hợp nhiều tính năng tiên tiến hiện đại bậc nhất. Từ phương pháp đóng tàu truyền thống, bệ khuôn, chúng ta đã vượt lên sử dụng phương pháp mới của thế giới, đóng từng đoạn, từng mô-đun độc lập, tức là trong mỗi mô-đun được thiết kế và bố trí lắp đặt các thiết bị gần như hoàn chỉnh. Sau đó chỉ cần cầu, đấu, lắp tổng thành các đoạn mô-đun lại, vì thế các trang thiết bị đóng sẵn có thể đưa lên trước, tiến độ nhanh hơn, độ chính xác cũng cao hơn. Các bạn thân mến, để làm nên kỳ tích đáng tự hào ấy, quân đội Việt Nam đã đầu tư rất nhiều cho dự án lịch sử này. Hàng trăm kỹ sư giỏi nhất của Z-173 được đưa đến các học viện ra nước ngoài
tập hơn 3 năm để chuẩn bị cho dự án mang tính lịch sử này. Để có thể khẳng định mạnh mẽ Z-173 chắc chắn đóng được tàu chiến, không chỉ có vậy, chính các kỹ sư nhà máy Z-173 đã thiết kế thành công trên máy vi tính cái nào cần trước, cái nào cần sau. Các cán bộ kỹ sư của nhà máy cũng phối hợp với các chuyên gia ở các viện nghiên cứu trong nước, ứng dụng phần mềm tiên tiến để triển khai thiết kế toàn bộ phần công nghệ cùng các hệ thống trong không gian 3 chiều và dùng phần mềm để phóng dạng biến hình. Quả là một bước tiến mới phải không các bạn? Quay trở lại vào vấn đề có nên lắp thêm tên lửa cho tàu pháo TT-4 cho TP hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Đầu tiên các bạn hãy cùng với team mới phân tích lý do tại sao cần phải cải tiến con tàu nhé. Trước hết, với những vũ khí trang bị hiện có, con tàu chỉ đủ điều kiện để đóng vai trò trong việc tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hơn nữa, số lượng tàu tên lửa có trong trang bị của Hải quân Việt Nam còn chưa thật sự nhiều. Trong đó, những con tàu tên lửa sát thủ của Hải quân Nhân dân Việt Nam như Jupat 3.9 Project, 1241.8 Monia Project, 1241RE, Taratun có số lượng quá ít để kiểm soát một vùng biển rộng hơn 1 triệu km2. Vì vậy, chúng ta cần phải trang bị thêm các tàu tên lửa có hỏa lực mạnh để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại trên biển. Nhưng lại có một vấn đề thế này. Việt Nam đang tiến hành đóng 6 tàu Monia ở trong nước theo cấp phép của Nga. Hiện tại, 2 tàu đầu tiên đã gần hoàn thành. Và điều cần lưu ý ở đây là sự nhượng quyền này chỉ áp dụng cho 6 chiếc Monia mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn đóng thêm tàu, Việt Nam sẽ phải tiếp tục mua giấy phép, như vậy sẽ làm gia tăng chi phí đáng kể, phải chi các tỷ phú. Đại gia Việt Nam có thể hỗ trợ mảng này thì sẽ tốt hơn rất nhiều nhỉ. Hãy thử dừng video lại một chút để bình luận suy nghĩ của mình về vấn đề này nhé. Vậy thì lối đi nào sẽ giúp Hải quân Việt Nam có thể trang bị thêm số lượng tàu tên lửa với mức chi tiêu thấp nhất và không bị phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ giấy phép chế tạo đây? Câu trả lời chính là tàu pháo TT-400TP. Trước khi đóng tàu TT-400TP cho Hải quân, Việt Nam đã đóng tàu tuần tra TT-400 cho lực lượng cảnh sát biển để đúc kết kinh nghiệm. Điều này cho thấy tàu TT-400TP có thể cải hoán tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng. Tuy nhiên, liệu có khả thi hay không? Nếu muốn lắp tên lửa chống hạm lên tàu pháo TT-400TP, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định là có. Nhiều lực lượng hải quân trên thế giới từng hoán cải tàu pháo để trở thành tàu tên lửa, mà đơn cử là Hải quân Indonesia. Khi đã hoán cải tàu pháo lớp Brussels TP Varian V và lắp thêm 2 tên lửa chống hạm C-802, tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, muốn lắp tên lửa tàu TT-400TP thì ta cần những gì? Đầu tiên là phải lựa chọn vị trí lắp đặt tên lửa. Tìm mới nghĩ rằng vị trí khả dĩ nhất lắp đặt được tên lửa chống hạm là phần đuôi tàu, bởi ở đó có khoảng trống rất rộng và hợp lý. Các bạn có đồng tình với chúng mình không nhỉ? Ngoài ra thì team mới cũng đã tìm hiểu và tham khảo được 2 lớp tàu sau đây để có thể thêm phương án lắp đặt tên lửa chống hạm lên tàu TT-400TP. Các bạn thử đánh giá xem đâu là phương án hợp lý nhất nhé. Cách đầu tiên là lắp 2x4 tên lửa chống hạm dọc hai bên thân tàu. Đây là phương án dựa vào thiết kế của tàu tên lửa thuộc đề án 10411. Đây là phương án tàu tên lửa được giới thiệu dựa trên thiết kế tàu pháo tuần tra Stavoriak. Một phương án nữa đó là lắp 2x4 tên lửa chống hạm ngang theo tàu. Chúng ta có thể dựa vào thiết kế của tàu lớp Lean do Ukraine thiết kế. Đây cũng vốn là tàu pháo thiết kế tàu tên lửa lớp Lean, là một biến thể riêng. Lớp tàu Lean có hình dáng rất giống TT-400TP của Việt Nam và phương án lắp ngang thân tàu giúp giảm diện tích. Tiếp theo, sau khi lựa chọn vị trí lắp đặt thì ta phải trang bị radar dẫn bắn cho tên lửa. Tàu TT-400TP hiện tại của Việt Nam chỉ được trang bị một radar MR-123 có nhiệm vụ kiểm soát hỏa lực cho pháo hạng AK-176M và AK-630M, radar hàng hải và thiết bị nhận dạng địch ta. Khi lắp tên lửa vào tàu thì yêu cầu có một radar dẫn bắn riêng cho tên lửa. Nếu chúng ta lựa chọn lắp tên lửa Uran-E thì hiện tại có 2 mẫu radar dẫn bắn phổ biến là Grapulban và Midalmie. Cả 2 loại radar này thì hiện đều được Việt Nam sử dụng. Vị trí lắp đặt có thể ở trên tháp radar như đề án 10411 hoặc ngay phía trên phần thượng tầng như tàu lớp Lan. Và có lẽ đây là phần mà chúng ta hào hứng nhất. Hãy cùng với team mới phân tích những lợi ích ta sẽ nhận được sau khi cải tiến con tàu như thế nào nhé. Trước hết, điều này có lợi về mặt kinh tế bởi con tàu này là do chúng ta tự đóng một phần và tiết kiệm được khoảng 90% chi phí.
Vì vậy, ta muốn đóng bao nhiêu cũng được, số tiền cần phải bỏ ra để cải tiến không còn là vấn đề quá quan tâm. Một ưu điểm nữa khi lắp thêm tên lửa vào TT-400TP chính là uy lực khủng khiếp mà con tàu mang lại. Trước hết, với dự trữ hành trình dài, hoạt động liên tục trên biển 30 ngày, chịu được sóng gió, cùng khả năng trinh sát phát hiện mục tiêu bằng radar, TT-400TP là phương tiện tuần tra hiệu quả nhất. Nếu lắp thêm cả tên lửa phối hợp cùng với các tàu cảnh sát biển, con tàu có thể sát sao hơn trong khi làm nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân và bảo vệ chủ quyền. Tuy rằng chỉ là một tàu tên lửa cỡ nhỏ, thế nhưng hỏa lực của nó lại rất khủng khiếp. Một gian tàu TT-400TP sau khi được lắp thêm tên lửa sẽ tạo thành một bầy sói trên Biển Đông, với uy lực đủ để đẩy lùi bất cứ kẻ thù hùng mạnh nào. Hơn nữa, hiện nay chiến tranh điện tử đang là vấn đề quan tâm của nhiều nhà quân sự. Nếu cải tiến TT-400TP thành tàu tên lửa thì chúng ta hoàn toàn có thể nhắm được mục tiêu từ xa. Với tốc độ vốn có, con tàu này được trang bị thêm sức tấn công chớp nhoáng của tên lửa, lại kết hợp với cả kiểu đánh du kích, ắt hẳn sẽ làm đối phương phải kinh sợ. Và bởi những lý do đó mà team mới đã phân tích, chúng ta có thể kết luận lại rằng việc lắp đặt thêm 8 tên lửa cho tàu pháo TT-400TP là hoàn toàn khả thi, bao nhiêu cũng được. Trước những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông nói riêng cũng như tình hình quân sự Việt Nam nói chung, việc liên tục cải tiến là vô cùng cấp thiết. Trong đó, con tàu TT-400TP đã góp phần làm tăng sức mạnh chiến đấu cho Hải quân Việt Nam. Và quan trọng nhất là Việt Nam đang từng bước làm chủ được công nghệ đóng tàu chiến, tạo thế chủ động trong việc đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo trang thiết bị phương tiện, vũ khí, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như phát triển kinh tế biển. Chúng ta đang trên đà phát triển, vì thế mà ta có quyền hy vọng và khẳng định mình với thế giới. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới Global Firepower 2021, Việt Nam xếp thứ 24 với tiến độ cải tiến liên tục. Cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ như thế này, chẳng mấy chốc nên Hải quân giống như quân sự Việt Nam sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là hết rồi. Ý kiến của các bạn như thế nào về vấn đề này? Nếu có ý tưởng hay và độc đáo, tại sao bạn không chia sẻ với mọi người nhỉ? Chúng ta hãy cùng đóng góp và đón chờ để có thể chứng kiến nền quân sự nước nhà sẽ vươn xa như thế nào nhé. Đồng thời cũng đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!